nhìn thôi đã thấy đau. Sàn kết quắc 2023 trở thành kiếp nạn của hàng loạt người đẹp. Vì hàng đo sàn mít mua môi nhưng ăn điểm xử lý nhanh, gọn, tự tin. Ngồi ở dưới gốc dừa gần cái ao nước, nhìn người ta hái dừa. Trái dừa rớt xuống ao nghe một cái đục, một cái đục, cái đục. Hàng loạt hoa hậu không thoát cảnh vô ích bất kể trong nhà hay ngoài trời. Viral nhất cũng Sukarna nhất gọi tên siêu mẫu Minh Tú. Dù là những ứng viên hoa hậu hay những người mẫu chuyên nghiệp thì cũng không tránh khỏi việc vấp pháp khi cách quắc trên sân khấu. Năm 2023 đã chứng kiến nhiều màn té ngã bất ngờ, trong đó có cả những tên tuổi lớn nấy Gần nhất chính là màn té ngã của Thúy Hằng trong phần thi áo tắm tại Mid Cốt Mô vừa diễn ra đêm 31 tháng 12 vừa qua. Cô nàng bước ra vô cùng tự tin, còn xoay người với ống kính rất điệu nghệ. Thế nhưng khi vừa bước xuống hai bậc thang trên sân khấu thì đã bị trượt chân ngã sấp mặt. Cú ngã ấy thực sự rất nặng, ắt hẳn là đau lắm thế nhưng người đẹp này vẫn ngay lập tức đứng dậy và tiếp tục trình diễn như chưa hề có sự cố nào ngã khi đang thi thì khó mà khen được nhưng màn xử lý sau đó của thúy hằng xứng đáng được khen ngợi nha Trước Miss Code Moore thì còn một cuộc thi nữa cũng chứng kiến không chỉ một mà rất nhiều thí sinh té ngã, đó chính là Hoa hậu Hòa bình Thế giới. Năm 2023, cuộc thi được tổ chức ở Việt Nam nên nhận về rất nhiều sự quan tâm. Phần thi áo tắm được tổ chức ngoài trời tại Đà Nẵng, tuy nhiên do thời tiết không thuận lợi nên đầu tiên là bị rời lại từ sáng đến trưa. Đến khi thực sự diễn ra thì hàng loạt thí sinh vẫn gặp khó khăn vì cách quắc trên giày cao gót trong điều kiện sàn đầy nước trơn trượt, dẫn tới đủ các kiểu tư thế té ngã. Nhìn các người đẹp chịu khổ khán giả đã yêu cầu dừng thi nhưng cuối cùng phần thi này vẫn diễn ra cho tới cuối. Một trong những cú ngã chấn động nhất năm 2023 chắc hẳn là lần Minh Tú trình diễn tại chung kết The New Mentor hỗ trợ cho phần thi của đội Lan Khuê. Chị đẹp xuất hiện cực thần thái trong bộ váy bó sát nhưng vừa xuất hiện chưa lâu thì đã bị trượt chân ngã dầm xuống sân khấu. Khán giả tại chỗ cũng giật mình với màn té ngã này, nhưng bản lĩnh siêu mẫu không cho phép Minh Tú ngừng lại. Cô nàng nhanh chóng đứng dậy, lấy lại phong độ và tiếp tục sải bước cực tự tin. Lan Khuê chia sẻ rằng Minh Tú ngã rất đau, tay còn bị thương nhưng vào hậu trường không hề than thở, ngược lại còn xin lỗi và trấn an bạn mình nữa hoa hậu thiên ân cũng có màn té ngã hú hồn trong một sâu diễn vì cô nàng không phải ngã khi đang đi trên mặt sàn mà ngã lúc đang bước trên bậc thang sân khấu Cú ngã ấy ai xem cũng đã cảm thấy đau dùng rồi, vì cô nàng té thẳng từ bậc thang thứ hai xuống sàn sân khấu luôn mà. Hai chiếc guốc cũng bung ra khỏi chân nhưng nàng hậu vẫn nhón chân để tiếp tục trình diễn tới cùng. Tiếc rằng khá đông cư dân mạng lại tỏ ra rất thất vọng với Thiên Ân vì cô nàng trình diễn luôn gặp sự cố. Hoa hậu biển đảo Đinh Như Phương trong lúc diễn vị trí vừa tại tuần lễ thời trang xuân hè lúc 2023 cũng gặp sự cố té ngã đáng tiếc. Mặc dù người đẹp đi khá là chậm và cũng rất cẩn thận dùng tay nâng phần váy bên dưới. Có lẽ chiếc váy mang phong cách truyền thống này có phần vải bên trong khá cồng kềnh và quấn chân trang. Tuy vậy, với vị trí trình diễn quan trọng nhất sâu cô nàng đã khiến không ít người thấy tiếc vì sắp đi hết đường băng rồi lại xảy ra lỗi này hoa hậu hờ henie cũng bị vấp trên sàn kết quắc trong năm 2023 này cụ thể trong một sâu diễn với chiếc váy đỏ bó chân tới đầu gối và phần đuôi váy xòe rộng khiến cô nàng di chuyển khá khó khăn dù đã rất cẩn thận nhưng hen cũng bị vấp chân và suýt thì bổ nhào thật may là cô nàng đã trụ vững sau đó từ từ bình tĩnh và dừng lại rồi bước tiếp rất thoải mái sự chuyên nghiệp của hờ henie nhận nhiều tràng pháo tay từ khán giả